Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch như y tế, công an, quân đội, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của lực lượng bảo vệ dân phố. Chẳng quản ngại khó khăn, gian khổ, thành viên ban bảo vệ dân phố, các địa phương đã và đang là cánh tay nối dài không chỉ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn mang lại hiệu quả đối với công tác phòng chống dịch hiện nay. Ngay khi có lệnh phong tỏa ở khu dân cư Bình Thái 1 và có một ca nhiễm COVID-19, anh Nguyễn Tấn Bình, bảo vệ dân phố phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, đã nhanh chóng có mặt cùng lực lượng công an phường, dân quân, đoàn thanh niên dựng nên các chốt gác cách ly để ngăn chặn việc đi lại, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Lực lượng bảo vệ dân phố đã cùng với lực lượng công an phường và lực lượng quân sự đã cùng nhau cố gắng thực hiện những cái kế hoạch cấp lãnh đạo đưa ra. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp, lực lượng bảo vệ dân phố cũng thường xuyên tham gia cùng lực lượng công an phường tuần tra kiểm soát địa bàn. Chẳng quản mưa nắng đêm khuya, những thành viên của các tổ bảo vệ dân phố phường Hòa Thọ Đông vẫn kiên trì với công việc ăn cơm nhà phát thừa và hàng tổng này. Các anh bảo vệ dân phố là một trong những lực lượng tham gia rất là nhiệt tình, hăng há, và trong cái thời gian tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường cũng như là trên toàn thành phố diễn ra rất phức tạp thì không ngại cái việc mà gánh nặng của gia đình, các anh cũng bỏ cái thời gian công sức trực chốt. Thành viên của các tổ bảo vệ dân phố vẫn đang nỗ lực từng ngày với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh của địa phương. Để bảo vệ vững chắc thành quả, những ngày giãn cách đặc biệt vừa qua, họ vẫn sẽ nỗ lực với nhiệm vụ được giao, góp phần cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.